Anh đang ngồi bốt phone, cố gắng gọi về nhà, nhưng anh nhận ra tôi quá hận giọng tuênh. Khoảng thời gian ấy đâu, baby trời hơi xa, nhưng ấp ủ bay lâu đi đưa trốn đâu. Yeah, I dáng biết khó có thể nhớ lại thời ngây cất mũi xưa của ta. Cảm thấy khó vai khi hình dung ra, vì người chẳng còn đứng bên ta. Đảm bảo chê qua khi chẳng cơ kêu, nàng này béo quá nên giảm cân. Chẳng kịp chia chay nên giờ thôi vậy có kêu cũng chẳng thể kịp đâu. Tôi tôn phi hàng đêm, mong sao không tạch bàn nơ. Thôi xong liệt luôn rồi, kẹt hoài cái mãi thôi. Khi ta nghe từ yêu, nhưng tới cả mặt trời cũng tắt nắng thiên đường. Anh đang ngồi bớt phân, cố gắng gọi về nhà, nhưng anh nhận ra tôi quần giống tuệnh. Khoảng thời gian ấy đau, baby trời hơi xa, nhưng ngập ủ bay lâu đi từ chốn đâu. Hạnh phúc mai sau nếu có thật thì hay đây, đỡ mất công tích xu gọi về bé cường. Nghe mấy câu trong phim xàm lìn phát khiếp, yêu cái con mày ngồi mà hát đi. Oh.